bà kia. Mọi chuyện cũng chỉ mới trên đà phát triển thôi, chứ chưa ổn định gì lắm. Con muốn tiết kiệm chi phí, nên mình có sức thì cứ làm hết cũng xong. Đúng là đồ vô ơn. Mình thật là ngu ngốc. Khi trước đây đã dành hết tình cảm và sự tín nhiệm cho nó, để bây giờ nó lại trả ơn cho mình như vậy đó. Tao sẽ tặng mày đoạn ghi âm lần trước, để coi mày còn lên giọng với tao nữa hay không. Tại sao bà ta lại thay đổi thái độ một cách khác thường như vậy đối với anh Ba Khía? Rồi người nói chuyện điện thoại với bà ta lúc đó, nếu như mình đoán không lầm, chính là Thanh Lịch. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ ngày tháng năm mình đã định tuần trước sẽ về quê xin nhận lại con trai, nhưng đúng lúc ông bà chủ đi công tác nước ngoài nên mình không về được. Mấy ngày qua mình ăn uống không được vì có linh cảm chẳng lành, nào ngờ đó lại là sự thật. Hôm nay mình về tìm con thì gia đình anh Hai Còng đã dọn đi nơi khác rồi. Mình hỏi hết bà con chồng xóm nhưng không ai biết gì hết. Chẳng lẽ mình mất con thật rồi sao? Con ơi, má nhớ con quá. Má phải làm sao để tìm được con đây hả con? Trên đời để má chỉ còn lại có một mình con là ruột thịt thôi. Má biết phải sống làm sao đây? Vậy là bà ta thật sự có một đứa con riêng. Nhưng tại sao bà lại giấu kín chuyện này bấy lâu nay chứ? Bà còn muốn lừa dối ba tôi tới bao giờ nữa? Ngày tháng năm, hôm nay là 49 ngày của bà chủ. Sau khi làm xong lễ cúng, mình đã thấy ông chủ ngồi khóc một mình trong phòng làm việc. Mình không biết làm sao để ông chủ nguôi ngoai, để còn tập trung vào công việc, vì mình chỉ là ô sin trong nhà thôi. Nhưng người mình thương nhất là cô chủ. Ngày thường ông chủ bận công việc nên vắng nhà suốt, chỉ có mình cô chủ lủi thủi bên bà chủ. Bây giờ bà chủ mất rồi thì cô chủ biết phải dựa vô ai đây? Mình cũng cảm thấy cô đơn lắm, vì người thương và đối xử tốt nhất với mình trong nhà này là bà chủ cũng đã đi rồi. Hình như ông trời muốn mình sống cô độc đến cuối đời thì phải. Giả dối, giả tạo. Không phải chính bà là người muốn mẹ tôi chết nhất hay sao? Ngày tháng năm, hai tháng nữa là giỗ đầu của bà chủ rồi. Ông chủ ngày nào cũng dặn đi dặn lại là mình phải chuẩn bị thật đầy đủ những thứ mà lúc còn sống bà chủ thích. Thật ra ông chủ không cần dặn thì mình cũng tự biết chuẩn bị thật tươm tất mà. Tự nhiên mình thấy nhớ bà chủ quá. Ngày tháng năm, hôm qua trong đám giỗ ông chủ đã uống rất nhiều. Khuya hôm qua lúc đem trà gừng vô để ông chủ uống cho giả rượu thì mình thấy ông chủ bị sốt cao. Mình sợ quá nên cả đêm thức chườm khăn cho ông chủ hạ sốt. Tới gần sáng thấy ông chủ đã bớt sốt nên mình mới dám chợp mắt một chút. Nào ngờ ông chủ lại lên cơn mê sản. Mình sợ quá liền gọi ông chủ dậy, thì tự nhiên ông chủ nắm tay mình rồi gọi tên bà chủ. Mình liền la lớn rồi hất mạnh tay ông chủ ra thì ông mới tỉnh dậy. Nhưng mà hình như có ai đó đứng ngoài cửa phòng nhìn vô. Không lẽ là con bé Trinh?
Thôi chết rồi, không biết con bé có hiểu lầm gì mình hay không nữa. Chuyện lần đó không lẽ là sự cố hả? Ngày tháng năm, hơn tháng trời chăm sóc ông chủ trong bệnh viện, hôm nay ông chủ mới được xuất viện. Nhưng mà sao cô chủ lại không vui khi thấy ông chủ về nhà vậy kìa? Dạo gần đây mình thấy cô chủ cứ lủi thủi một mình, mình hỏi gì cũng bực dọc nạt nộ mình. Thậm chí cô chủ còn tỏ ra khó chịu khi ông chủ tới gần nữa. Không biết cô chủ có chuyện gì hay không nữa. Ngày tháng năm, hôm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Ông chủ ngỏ lời muốn lấy mình làm vợ. Mình sợ quá, mình không biết phải làm sao cho phải. Thấy ông chủ gà trống nuôi con, thấy cô chủ mồ côi mẹ như vậy mình thương lắm. Nhưng kiếp ô xin như mình làm sao dám nhận lời cầu hôn của ông chủ đây. Ngày tháng năm, hôm nay là sinh nhật của bé Trinh. Mình đã cố tình dậy từ 2 giờ sáng để tự tay làm bánh sinh nhật tặng cho con bé. Mình muốn đây sẽ là món quà đầu tiên mà con bé nhận được trong ngày sinh nhật. Mình cứ tưởng con bé sẽ rất vui, nào ngờ con bé lại thẳng tay ném chiếc bánh xuống đất. Anh Hùng rất giận, và lần đầu tiên trong đời anh đã đánh con bé vì mình. Rồi cái điều mình lo sợ nhất cũng đến, khi bé Trinh hét vào mặt mình rằng con bé căm ghét mình vì mình chính là người đã khiến cho con bé mất mẹ. Mình đau lòng quá, mình không biết phải làm sao để giải thích cho con bé hiểu rằng mình không phải là người thứ ba phá hoại tình cảm của ông bà chủ. Mình thật sự rất thương con bé. Mình đã một lần để mất đứa con ruột thịt của mình rồi, mình không muốn mất thêm đứa con gái này nữa. Anh Hùng đã rất nhiều lần muốn mình sinh con cho anh ấy, nhưng mình đều từ chối. Mình muốn dành trọn vẹn tình cảm cho duy nhất một mình bé Trinh mà thôi. Ngày tháng năm, ông trời đã thật sự nghe lời khẩn cầu của mình. Ông đã đưa con trai của mình tới tìm mình rồi. Lần đầu tiên được nghe con gọi má, mình hạnh phúc quá. Ngày tháng năm, hôm nay mình đã nghe lời con trai để hại cậu Ba Khía. Mình biết mình làm như vậy là sai, nhưng mình không thể làm khác được, vì mình biết con trai của mình rất thích con bé Trinh. Nếu hai đứa thành đôi thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Phải rồi, mình sẽ làm tất cả để bù đắp lại những thiệt thòi mà thằng bé đã phải chịu trong 20 mấy năm qua. Vì con, mẹ sẽ bất chấp hết lịch à. Trời ơi, chẳng lẽ Tên Lịch lại là con ruột của bà sao? Nhưng mà sao bao nhiêu câu chuyện mà bây giờ bà lại thay đổi với chính con ruột của mình như vậy? Ngày tháng năm, hôm nay mình thật sự sốc khi nghe chính miệng anh Hai Còng nói ra sự thật. Mình không tin vào những gì mình đã nghe. Mình không ngờ rằng Ba Khía mới chính là con ruột của mình, còn thằng Lịch chỉ là đứa giả mạo. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả ông trời? Ông lại muốn đùa giỡn với con nữa hay sao? Có phải ông muốn con phải trả giá cho tất cả những gì con đã gây ra hay không? Tại sao ông lại để cho chính tay con hại con ruột của mình như vậy? Anh Ba Khía, dì mới nhà hàng về hả? Dì con thấy sắc mặt của dì không được tốt. Không. Dì có chuyện gì không dì? Không có chuyện gì đâu con. Chắc tại thời gian này công việc ở nhà hàng nhiều quá, cho nên dì hơi mệt mỏi chút thôi. Có thật là không có chuyện gì không dì? Không có gì đâu, con đừng lo. Thôi dì lên nằm nghỉ chút nha, dì thấy hơi mệt. Tội nghiệp dì quá. Thì ra hơn 20 năm nay mình đã nghĩ quan cho dì ấy là người thứ ba. Bây giờ mình biết phải làm sao để mở lời giúp dì đây. Còn ba nữa, không biết ba sẽ ra sao khi biết được những chuyện dì đã giấu ba suốt bao nhiêu năm qua. Mình phải làm sao đây hả trời?